đất quá trời. Móc đất ra, trời đất nhiều quá. Cái này là bị nước vào. Nước vào một thời gian rất lâu rồi nó thành đất nhiều cỡ này. Vậy mà nó nổ máy được hay thiệt chứ. Khiếp thiệt chứ. Bơm này cũng còn khỏe lắm à. Ủa cái lớp B đâu rồi? Không có anh. Không có sao nổ máy được ta? Nó hòa tan rồi. À, nó xài lớp B ngoài, đời này chưa có lớp B. Nó xài lớp B R ở ngoài á. Nhớ tháo cái lớp B ở ngoài vệ sinh. Rồi rửa ráy xử lý lại thôi. Xử lý lọc trong vô. Trời ơi. Trời ơi, xét hết luôn. Cái lọc gió cầu xin nó là cái lọc Canen để đỡ phải mua, đời này đâu có bán nào mua. Vệ sinh những cái xe lâu nó cực lắm anh em. Phải móc đất đồ ra hết, chà rửa xúc sạch mới đi chán keo được, chứ không phải để gì chán keo đâu anh em. Đó, chà mấy này chua lắm, đất nó một ly luôn. Anh em thấy đất mà móc ra nè, cái này là đất nè anh em. Anh em thấy chua lắm nha, chua vô cùng. Lấy cái đồ bùi nhùi đút vô trong chà, xong rồi lấy cái xăng dơ cái của nó kìa, xăng trong cái thùng của đó đút vô xúc rồi đổ ra nha. Vậy mà nổ máy được hay thiệt, vẫn nổ máy đồ bình thường chứ. Cái xe đời, những cái xe giống như Hornet 919 là những cái con đời đầu nó xài cái lớp B xăng rời ở ngoài, dư nó sẽ hồi về. Ui hên quá Canen. Như anh cũng còn lọc gió này, này có thì đỡ quá. À cái này nhớ nói một tiếng làm giùm cho nha. Cái này lời đầu của FI á, chua lắm á, nó có vẫn còn cái gai dù á. Em chưa có kinh nghiệm làm, kêu nó chỉ cho. Người ta gắn bị chẹo, nó dưa vô khớp sao nó bị móp bên nè. Thấy không? Cái này mình mở ra anh em. Gắn không có ngay. Nó bị chẹo cho nên nó mới bị cấn xuống như vậy. Do cái người trước á. Người ta gắn không có ngay. Em phải đi vệ sinh cái này trước để cho phơi nắng cho nó khô, mất khoảng thời gian lúc vệ sinh phơi khô thì mình làm cái này tiếp. Làm phải biết sắp xếp thời gian để nó đụng thì tới cách nó nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bao tay này nó xoay vậy đó, thay gặp bao tay khác nha. Nó xoay giống ga cũ lắm à. Nó tuột vậy là cao su nó nở ra. Nhưng mà xe này bảo dưỡng xong lại rất là ngon, rất là ok.
coi cái công tắc này người ta đi công tắc gì, nó sét cũ lắm rồi nè, dễ bị chập cháy lắm nè. À, coi công tắc gì, giờ zin giùm anh. Thiết kế cái cụm bơm này á là dành cho cái đời sau luôn anh em. Người ta thiết kế sẵn cái đời sau là có lớp B rồi. Lớp B nhét vô chỗ này nè. Đó. Nhưng mà cái đời sau á thì nó sẽ không có cái đường xăng hồi về này, nó chỉ có một chiều thôi. Đó, thì lý do là cái lớp B nó đã nằm ở trên cái cụm xăng này rồi. Đó, còn cái này lớp B ở ngoài thì đây là cái đường đầu xăng nó hồi về. Nó dư ra, áp xăng dư ra nó sẽ hồi về cái đường này nha anh em. Đó. Cho nên á, cái xe này mà muốn ngon á, dễ lắm, thay cái cụm bơm mới đi. Thay cụm bơm mới vô, không xài lúp BR nữa. Xài lúp B ở trong này luôn. Chù chà. Sao nó nổ được hay ta? Nhiều xe trâu ghê ha. Thường á, vậy là mấy cái dắt điện nó xét hết, có thể nó chập chờn luôn á. Kiểm tra nếu mà cái dắt điện á, nó bị xét là phải thay cụm nha. Nếu mà thay cụm đời mới thì phải bít cái lớp B đó. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để khôi phục cái cụm bơm này. Tại vì cái cụm bơm nó cũng khá là đắt tiền, cho nên khôi phục lại được thì đỡ tiền cho chủ xe. Không cần phải bỏ vô ly gì nữa đâu em, dục ngoài. Ừ. Không cần phải móc bỏ nó nữa đâu, anh quay được rồi. Này có tay này nó bé, nó thọc có được. Với lại cái đời cũ này cái lỗ nó cũng bự. Mấy cái xe đời mới cái cụm bơm nhỏ lỗ chút xíu, thọt tay vô không vừa. Cũng may mắn. Anh em cần làm gì cứ alo cho mình ha. À, cái xe này á, nổ máy ok hết rồi. Nhưng mà mình cho nhân viên kiểm tra lại mở nắp ra để kiểm tra, tại vì cái nắp nhạo này nè, mở chiếc keo silicone quá trời luôn, đây còn dính đây nè, silicone đen dư rất là nhiều, dính tờ lưa hụt me luôn nè. Để mà là mình kiểm tra để coi có trật cam hay là có đội xúc bắp gì không ha. Có lệch nhiều về game. Dạ thì nó không có đều nữa. Ừ. 0.17, 0.25, 0.18, 0.2. Nó lệch là tới như này là ông anh nói mà. Cam không trật là chỉ có bị lệch đồng tiền thôi. Canh lại đồng tiền bậy thôi. Nhưng mà nó sẽ không kín. Không kín ra cái hơi nó không có chắc, không có đều. Mình nghe cái máy nó không được tròn lắm. Thì mình nghĩ một là chật sai sinh cam, sai cam một mắt thì nó cũng có tình hiện trạng đó. Còn trường hợp thứ hai là chỉ có đồng tiền canh không chuẩn thôi. Thì cái này là đồng tiền. Trường hợp như vậy là đồng tiền. Nói chung là nằm trong cái dự đoán. Mở nắp đầu bò là thấy là hiểu rồi. Cái lại mình nổ máy xong đó, nổ bốn máy đều, mình bốn máy nổ bình thường, nhưng mà mình cảm thấy nó không có được chuẩn lắm. Thì mình nghĩ chắc chắn là phải bị đồng tiền hoặc là cam bị canh bị chật á. Giờ đo thì đồng tiền bị lệch. Không chấm ba quá nhiều, cái quá ít, quá nhiều cảnh sát quá cũng được. Cái tùy một cái hãng xe nó sẽ có cái độ hở khác nhau.
trung bình nó là sẽ là 20-25, tùy theo dòng xe và tùy theo cái xả và nạp nữa, nó sẽ có độ hở khác nhau. Trên là thường là 5, thường là 5 đến 10, ít 10 lắm, đa số là cái cây nạp với cây xả nó lệch nhau tầm 5 thôi đó. Nhưng mà này lệch loạn xạ là chắc chắn là xe này đã canh lại đồng tiền. Canh đồng tiền chua lắm anh em, không có phải đơn giản. Ngồi ghi ra như vậy rồi phải dùng cái thước banh me để đo từng cái đồng tiền và hộp đồng tiền á, mua một hộp mấy triệu bạc á, canh được có mấy xe. Có nghĩa là nó không phải là canh hết, mỗi một cái chỉ số nó được có 3 viên à. Thì thường á, những cái chỉ số nằm ở giữa là xài hết cái đó là phải mua hộp mới rồi. Còn mấy cái chỉ số mà mỏng tới lại quá dày á, thì người ta lại ít cái trường hợp là phải sử dụng tới vấn đề đó. Thì ít cái xài con đó quá thường à. Có nghĩa là những cái con mà nằm ở chỉ số nằm ở giữa thì xài, mà nó có mỗi hộp nó mỗi một cái chỉ số nó có 3 con thôi. Đó, canh một máy, đôi khi mà một máy mà người ta xoáy xúc bắp vào lại là hết hộp sim luôn. Đó, mà một hộp sim mấy triệu bạc anh em, đâu có rẻ đâu. Bởi vậy chua lắm. Rồi mà gặp mà cái xe nào mà đi mài đồng tiền đó là thôi, coi như là phải 2-3 hộp sim mới ăn được cái cục máy đó. Mấy tại chỉ số nó sẽ xem nhau thôi, có nghĩa là mình nói anh em từ mỏng cho tới dày thì nó nằm ở giữa, thường xài những cái sim đó. Đó, mà mỗi chỉ số sim nó chỉ có 3 đồng tiền. Thì anh em thấy không? Nếu mà đồng tiền cái xe nó bị mài á 16 cái thì bè quèo thì cũng có phải 3 hộp sim mới canh được một cái cục máy này. Đó. Còn nếu mà nó thay đổi, nó canh sai thôi á, là đồng tiền không có mài á, thì ít nhất có xui xui là phải mất hết 1-2 hộp. Đa số là thường một hộp sim đó, không hề đơn giản đâu anh em, chua lắm. Cho nên làm kỹ là vậy, nó nổ 4 máy rồi nhưng mà phải kiểm tra lại, tại vì cảm thấy cái máy cái hơi lực nó không có đúng thì sẽ biết được, sẽ đoán ra được. Cái lại cái nắp đầu bò mở keo silicon, mình báo anh em cái silicon này không có dùng làm cái ron máy được. Đừng có thấy nó màu đen đen, cái ron máy của hãng, nhiều hãng nó màu đen đen khác nhau, không có giống nhau đâu anh em. Cái này là silicon mà. Ghét quá trời luôn. À, nó, cảm biến khí nạp nó nhét nhét vô máy này nè, đè luôn, nó đâu có gắn đâu. Ừ, có người tháo mà không có gắn ống hơi vô đúng không? Không gắn cảm biến khí nạp luôn, không gắn luôn. Cảm biến nó còn nhét ở dưới kìa, nó đẩy tốt ở dưới rồi. Ừ, cái dây còn à, nó nhét ở dưới này ra hả? Nó không gắn, nó nhét cái dấu luôn. À, dơ quá trời. Cái đời đầu của FI nó sẵn vẫn còn xài cái gai dù ở trên. Thấy vậy á, chua lắm á, phải biết làm. Không biết làm là không hiệu quả được. Đây là cái lớp BR ở ngoài anh em, mình nói nè. Nếu mà xài cụm bơm mới thì mình bích cái lớp B này lại thì không có tác dụng với nó nữa, và sẽ không cần cái đầu xăng hồi về. Đây cái đầu xăng hồi về nè, dây này nó bị thay, phải dây zin. Mấy cái đầu vậy nè, nó bị tét rồi nữa không, vô nhớ bấm ngắn nó bớt đi, thiếu thì mình thay nguyên cọng mới. Dây này dây lô rồi, chứ đừng để nó vô nó xì chỗ này.
cái ống hơi nó bị kẹt đè xuống không chịu gắn vô. Xe này trước đây cũng đã làm đâu rồi, cái đầu mà khí cảm biến khí nạp mà không gắn vô chạy nó không có ngọt anh em, lên ga và về ga nó không có đều được xe. Mình nói với anh em á, cái xe á nó quan trọng là cái cảm biến khí nạp và cảm biến khí xả để nó điều tiết theo nhiệt độ môi trường, lượng gió để nó phối xăng cho nó phù hợp. À, một khi mà mình bỏ mấy cái đó đi á, là nó không có điều chỉnh được ha. Đó thì nó sẽ không có mượt mà. Dạ alo ạ. Dạ em sang đi ạ. Dạ không anh, em làm xe lớn nha, nó làm xe nhỏ. Dạ. Cuộc xì hai bên. Xe này mở phục rồi. Dấu mở phục. Nồi cũng đi hết hơn nửa đường, tăng quá cao rồi. Mình cảm ơn anh em ha. Mình xong mình sẽ quay cho anh em xem.